thì mãi nó giờ mới gặp đường con các bạn. Con quá bự luôn rồi. Thấy không? Đường to. Về chưa? Quá to luôn mà. Bằng ngón tay. Mẹ ba. Sạc hán luôn. Gặp đường con. Cắn mẹ đâu hết này, cắn con không biết. Trời ơi. Gán bật hết công sức đèn lên. Rồi ở đây coi. Tìm con gắn khủng nào nha. Chỗ này trước gặm lắm, bây giờ trống trơn. Ui, 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 ui. Ui, đây con các bạn ơi, trong cùng con này, không biết to hay gì nha, xuống là to không nha bạn. Chụp nó luôn. To hay nhỏ? Mày gì? Vậy mà. Dưới như gầu cộng dây. Bắt hoài bắt không được. Ok. Ủa, cục dây à. Đẹp không? Con này cũng bé nha bạn, nó không to. Bé. Ở đây ngộ được thì sao mà gắn bé bé nhiều ghê. Nhỏ nhỏ không à? Không có to. Nhỏ nhỏ. Mình cho vô túi là mình đi tiếp nha bạn. Đây có con rắn lưỡi đỏ nè bạn. Giờ thon luôn. Có thấy nằm không? Ừ, đâu. Ừ. Được chưa? Rắn này cái lưỡi đỏ lồm không bạn? Khúc này hồi đó nó còn cây cao bự, anh em mình đi khúc này gặp càng tôm con nào nó chà bá. Đợt này trống quá hết luôn, đợt này qua đây đi những bao nhiêu cái thay đổi luôn, 2 năm mới quay lại. Sâu hả? Và chỗ này sâu. Ui dồi. Ui sầu thế. Có chỗ này thôi à. Qua chỗ này là nó cạn. Tại nó có cái giống cái hố bơm. Ui nó hủng. Không thấy cái cao trên đá ghê. Mấy rắn này đâu chớ rồi.
đi du lịch hết rồi. Gắn đi ăn Tết hết rồi. Khúc này như sắp về tới xe còn gì nữa không? Khúc này như sắp xuống tới xe phải không? Chưa hả? Thấy khúc này nó cũng xa dữ. Lúc trước là mấy anh em mình đi được cái tới khúc dưới đây là rồi là ngừng rồi. Đốt lửa nướng ăn cơm nhậu nhẹt xong đi tiếp. Lâu lắm rồi. Chè này gặm đẹp ghê với con. Gai không? Úi dồi, có đường đi qua không vậy? Gai không nha bạn. Rừng gai luôn. Mấy gắn nó cũng phải nằm ở chỗ vậy lắm. Mà sao hôm nay không thấy? Mà nó chui. Hình ảnh của anh đi trước là hình ảnh của mình đi sau nha các bạn. Ừ nè, mới lũi xuống đây gặp một con mà nước sâu quá. Bằng con nãy nữa. Gắn đây ngủ ghê, con cỡ con ni một nè, anh ba móc nè chê. Ồ nó sâu thế, anh ba lên bờ kẹp đi. Ừ. Quá bự rồi bạn ơi. Bự mắc cỡ luôn á. Đó. Cái này khuya nha bạn. Bỏ theo đó gắn nếu mà đi bắt mà đêm khuya là nó khoanh lần vậy nè. Đó. Còn mà mấy bữa mình đi bắt ở gần nhà mình đi sớm á thì nó còn nằm dài, nó mới bò lên á. Thì nó còn nằm dài. Còn giấy này khuya là nó cuộn tròn ra. Một cây tới không? Một cây đó tới phải không anh? Anh bung cái móc cho rộng ngang chút, anh đưa sát vô anh hay giật, anh đưa còn xa quá anh giật là không dính được nó đâu. Đâu vậy? Ui trời. Lâu lắm mới gặp gắn nằm thô lôi vậy. Có cái lỗ mà anh kê đó, có cái khe đó. Không cho nó nhẹ nhẹ cho nó bò đi rồi dễ bắt hơn á. À, con này nó phóng á, nó phóng á. Nó cái đó tìm thế kẹp đi chứ nó phóng á, nó xả ra rồi nhưng mà nó xả thẳng người ra luôn. Động quá, động là nó xả người ra liền không. Dính liền. To con nãy hả? Ừ. Thế là cũng được nhưng mà thêm con nữa. Vậy là cũng được 4 con.
đi sạc háng được 4 con rắn nha. Đây có bãi đá này, chỗ này trước kỳ tôm nhiều lắm. Đây đem banh bỏ cho luôn. Nó đây rắn họ bụng vàng không ha, con nào bụng vàng á, bụng vàng thè. Đây có cái sung cái này, ôi rồi gương khiếp mà. Đấy, cỏ rồi quá trời trời. Chỗ này chứ càng tôm nhiều lắm, nhưng mà tôm như nó ăn với trái sung rồi sao mà giờ hết thấy nó luôn. Trước đây càng tôm quá trời mà tuyệt chủng rồi, hết tiền tôm rồi. Lẽ đi qua rồi nha bạn, có cái cây sung này trái nhiều lắm. Và ông anh mình cũng nói là về muối chua đó, ngon lắm, mình cũng chưa ăn lần nào nữa. Để giờ anh em mình hái về muối chua ăn thử ngon không nhá bạn. Trái quá. Ăn thử rồi chứ hồi xưa giờ mình cũng chưa ăn cái vụ này nữa. Giờ cho nó vô vỏ đi. Đem cái đây anh ơi. Ủa, đó, bỏ được. Bỏ vô ngăn này đi. Bỏ đầy ngăn này là đủ ăn rồi. Anh ba làm thử em ăn coi được không nha. Đó chưa ăn nào, ông anh kia muối chua ngon lắm rồi mà. Trời đầy luôn. Thôi như vậy thôi. Thấy là mình gì đó, bỏ vỏ ra. Quá trời luôn, hái nhiều đó. Sung lên vào bữa tới dịp Tết đó mà. Đi qua đây mình hái mới về mình bán cho mọi người chưng Tết nha mà. Năm nào mình cũng bán. Anh em Tết có mua sung ủng hộ mình nha, mình bán rẻ thôi. Bán chùm mấy ngàn cho mọi người về chưng. Bây giờ trong gia đình mình biết ai mà hay chưng sung cầu đủ xài sung túc gì đó. Thì liên hệ được nha, bán chùm mấy ngàn thôi, chùm nó to mà không phải hái mấy chùm này, hái mấy chùm trên đây nè, bự, chùm bự bự rồi, cái này nhỏ hả, cái này ít, hái mấy chùm hơi to to chút, rồi, nào, rồi. Đó, ngắt mấy chùm cho mọi người coi, đó, chùm như này, trời lừ, xuống này có mà đầy nó nè, về chân. Lưu đúng không? Còn anh mà kẹp được em đi bằng cái đùi á. Bài nè, bài nè. Nha. Biết ngay mà. Bài. Còn là anh phải 5 năm canh từ xa anh thúc vô là một ăn hai thua. Cái cò mà tới cà nhấp là hiểu rồi. Bay liền tinh. Rắn ơi, rắn ơi, mau hiện thân. Lượm được đẹp không? Bên này bị người ta bắt quá hết.
Ông anh gặp một chim quất nha bạn. Chết rồi kìa. Chết. Ở trong á. Đó kìa. Ê, mới gân nước kìa. Ê, nó bơi dưới rồi, nó bơi dưới rồi. Gặp xuống, nó bơi xuống dưới rồi. Em mới thấy nó bơi đâu ngay đây nè, đâu ngay đèn nè. Kìa, nó đưa cái đầu kìa, đi thẳng vô. Thấy không? Đi thẳng vô chụp nó đi, thằng sống mà. Đó, anh là chỉ có vậy là giỏi thôi. baby chim quất á, dễ thương ghê ha. Cực cột ra sao có cục dây, anh là chỉ có đập là nhanh thôi. Cái một cây này chứ hay có lắm rồi. Này khắp nơi đều là sung, cháy sung khắp nơi. Mới gặp con nữa nha con. Ôi con này to hơn mà. Con này trọng mà. Cây đã tới không? Kẹp hết luôn giật xuống. Kẹp hết luôn giật xuống. Cái móc anh hơi màu bự. Chạy nữa bây giờ. Móc bự ra. Khoan đã không? Giữa luôn, đẩy một cái hết cái lùm giật xuống luôn. Nó bò nha. Kéo mạnh xuống liền. Trước khi nó quấn những nơi khác mình phải kéo mạnh xuống liền. Chứ con dây với con cây cỏ tùm lum. Hay quá anh ơi. Con này con thứ mấy là thứ năm hả? Con gắn này đang thay da. Nó thay da nè. Con này bụng trắng nha bạn. Bụng trắng nhách. Đi xuống đây em mở cái túi cho anh bỏ vô. Đi xuống đây cho con này vô cái nha bạn. Bời luôn rồi. Bộ ca chà ba lắm. Bộ ca siêu khủng. Này chim nó ăn ngon lắm mà.
quất, hai con quất. Trời, cặp quất đã ghê trời. Cái này chỉ có dàn ná mới bắt được nó thôi. Cao lắm rồi. Quay không thấy không? Nó ở trong cái tán lá. Rậm quá. Sọc ếch đi ngộ gặp nghe động lại nhảy lên bờ luôn. Không em nhảy nước mà nhảy lên bờ luôn. Để nó đi với anh Phong Nguyễn TV bắt ở đây đường con. Nằm nên Phong Nguyễn TV về đây đi chơi với mình. Xuống ở đây sồi bắt đường con. Chỗ này thì có ốc sâu này, tại có xuống nhỏ này chảy ra nè. Chảy ra cái xói mòn nó mới sâu. Suối này gắn nai tịt luôn các bạn, ít quá. Đi sôi phải nhiều nó mới ham, máu lửa đầu lên. Đi mà nó thưa, đi buồn ngủ. Các bạn coi bao đậm các bạn cũng buồn ngủ luôn. Ủa, ít. Đây là ít nhiều ghê ba. Đây là nhảy bú xua. Cái suối con này hay có mà. Ở cái suối con này là cái suối hồi chiều mà mình ngồi với bạn. Mình ngồi mà lúc đầu cái video á. Là nó chạy xuống đây nè bạn. Trời ơi trời. Chân mình bị dính dưới này mà. Dính chiếc dép cái này dở không lên luôn. Trời ơi trời. Kẹt với cục đá. Cây vậy. Có giò có còn hay mất luôn. Đó, suối con này nè. Đây có cái dàm nè, bên đây là suối lớn nè. Giờ đây có suối con. Suối con này là cái đầu clip. Đầu clip mà mình ngồi nói chuyện các bạn là nó chảy ra đây. Xe thì mình gửi xuống dưới đây một chút nữa các bạn. Mình đang đi khúc khúc này là đoạn trong cái suối này thì còn dài lắm. Nhưng mà chắc đêm nay mình đi tới xe thôi. Đây thấp quá. Giờ cũng tối rồi bạn. Xuống chút nữa. Hy vọng kiếm được con nữa cho bạn coi cuối video có con gắn cho nó. Cho bạn đỡ đỡ buồn ngủ. Ai cha cha. Khó quá.
đang cố gắng các bạn, cố gắng tìm. Bữa nay đều vừa đi vừa cầm điện thoại quay, mà giờ cái tay mình giờ hết lên luôn, nó mỏi, cứ cầm tay cầm điện thoại, cầm điện thoại là phải giữ cho nó im mà, cái dây đai qua lô sao nó khá nặng, đi chiều giờ có gì mình quên bỏ vô hết mà, sung rồi gắn nước uống thì ui trời nhiều lắm, cái tay giờ hết lên luôn, ráng kiếm con nữa coi. Con nó cho các bạn coi cuối video phải có con gắn chứ. Gắn ơi, đâu hết rồi. Wow, nói chỗ này trước hay nhiều lắm. Hôm nay tuyệt chủng. Tới cái đập nước cho đó là hết. Tới cái nhà cho mình gửi xe, mình lên, lên đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai mình đi vòng vòng gần ở bên cái khu vực bên nhà mình sang những cái khu rẫy bên đó, này gắn nó dồn cũng nhiều mà. Qua nó quay cho các bạn coi, bảo đảm nó hay hơn đây. Tại bên đó nhiều rắn, bên này ít rắn quá. Bên này trước nhiều lắm nha bạn, nhưng mà lúc này bị sao mà hết là chắc bị người ta bắt nhiều quá, nó này nó tiệt luôn, đi hết thấy rắn luôn, giúp lừ luôn. Giờ kiếm con cuối video cho các bạn coi cũng ra luôn. Bạn thông cảm nha, cái này người ta làm cái xa điện nha bạn. Cuộc đời, cuộc sống mà không biết bao nhiêu đủ, nhiêu thiếu đâu. Quan trọng là mình cảm thấy hài lòng là được. Giờ cũng cuối năm rồi, sắp sửa bước sang năm mới. Chắc được cũng chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, may mắn nha. Chắc video có được hôm nay chắc kết thúc ở đây các bạn. Rồi ngày mai được đi quay bên nhà cho các bạn xem nữa nha. Các bạn xem video nhớ ủng hộ cho được một like, đăng ký kênh, chia sẻ mạnh mạnh để cho kênh phát triển nha bạn. Rồi cô chú anh chị nào mến được thì nhớ đăng ký tham gia hội viên để ủng hộ chi phí giúp được. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Bây giờ chắc được gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào cái video tiếp theo nha. Video hôm nay kết thúc ở đây nha. Bye bye mọi người nha. Khúc cuối này tệ ghê ba ha, đi chẳng có gì hết. Ôi may quá chiếc xe vẫn còn. Gửi lên xe mà đây vẫn còn.